Đi dạo bờ biển, bất ngờ phát hiện quái vật dị thường. Nhưng người đàn ông lập tức có hành động bất ngờ, khiến cộng đồng mạng vô cùng tò mò. Mới đây, một người đàn ông ở Anh trong lúc đi dạo trên bãi biển thì bất ngờ phát hiện một khúc gỗ kỳ dị. Trên toàn bộ bề mặt của thân cây là vô số những xúc tu bao bọc. Ngoài ra, trên mỗi xúc tu này là rất nhiều chiếc vảy màu trắng xám bám chì chít. Nếu nhìn kỹ hơn, chúng trông giống như những vỏ sò. Đáng sợ hơn, dường như thứ này còn đang ngọ nguậy không ngừng. Người đàn ông chợt cảm thấy rợn người khi thấy cảnh này. Anh ta đánh bạo tới gần hơn và phát hiện ra sự thật đằng sau. Hóa ra, thứ đáng sợ bám trên thân cây kia rất có giá trị. Chúng là một loại sinh vật biển có tên là hà ngỗng, hay tên khoa học là Gus Batnacles. Sau khi nhận ra loài sinh vật này, người đàn ông lập tức lấy con dao và một chiếc túi rồi từ từ cạo sạch chúng và mang đi. Được biết, loài sinh vật này có bề ngoài đáng sợ, trông chúng tựa như những ngón tay có móng vuốt. Vì vậy, chúng có tên gọi khác là ngón tay của quỷ. Chúng thường bám vào các bề mặt cứng như thân cây, tảng đá hay thuyền. Hà ngỗng được biết đến là một trong những loại hải sản đắt tiền nhất thế giới và thường có mặt trên các bàn tiệc của giới thượng lưu. Và bởi lẽ, hà ngỗng không thể nuôi mà chúng thường tự phát triển ở vùng biển xa xôi của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Hơn nữa, chúng còn bám trên các vách đá vô cùng hiểm trở. Do đó, người bắt cần lựa lúc điểm nước đang thấp, nếu không thì sóng lớn có thể cuốn trôi họ bất cứ lúc nào. Không biết các bạn khán giả của Trùm Tình Bí Ẩn đã biết đến sinh vật này chưa? Hãy để lại bình luận phía dưới cho chúng tôi biết nha!